ở trên tay của mình đây là một số các cái bóng đèn LED âm trần của Rạng Đông đó và một cái bóng đèn LED của một cái thương hiệu ngoài. thì các bạn biết được rằng là Rạng Đông là một cái thương hiệu của Việt Nam và sản xuất cũng khá uy tín về các cái bóng đèn đúng không ạ? và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem xem với cái bóng đèn LED đổi màu này chúng ta có nên mua hay không? thì bên tay trái của mình đây chính là cái bóng đèn LED có cái modem là AT10DM và công suất của nó 9W và đường kính khoét lỗ là 110 đây là bóng âm nhé âm trần và bên tay phải của mình đây cũng là một cái bóng đèn led 9W và cái mã modem của nó là AT04 và cái đường kính khoét trần của nó là 90 đó với cái bóng này thì nó là sẽ không đổi màu còn cái bóng này là bóng đổi màu nhá còn ở đây thì làm cái bóng thường thì bóng thường này cũng không đổi màu đây là cái bóng không đổi màu và ánh sáng này là ánh sáng trắng đây các bạn có thể nhìn thấy này bóng chữ rạng đông này Đấy, khắc dập chìm luôn Đằng sau của nó thì các bạn có thể thấy này, đây là cái đế tản nhiệt của nó này, có chữ dạng đông. Thì tùy theo modem nhé, tùy theo modem mà cái đế tản nhiệt nó bằng kim loại, bằng nhôm hay bằng nhựa. Và trên thân đèn thì các bạn có thể thấy là họ ghi đầy đủ thông số này, mô này, à, nhiệt độ màu là 6500K, có nghĩa là ánh sáng trắng đấy. Chip LED dạng đông thì sẽ dùng của Hàn Quốc và chính xác nó là của Samsung. Còn bên tay trái của mình đây chính là cái bóng led đổi màu thì với cái bóng led đổi màu này thì công suất của nó cũng là 9W nhưng mà nó to hơn. Đấy các bạn nhìn thấy không? Đây nó to hơn này. Đấy, nó to hơn nhá. Và cái đế của nó cũng là cái đế bằng nhôm, bằng kim loại. Đó. Và với cái bóng đét dạng đông thì họ thiết kế là nguồn rời các bạn nhé. Nguồn rời như này. Còn đối với cái led thông thường như này thì cái nguồn của nó là nó nguồn tích hợp luôn vào trong bóng led Thì ưu điểm của cái dòng nguồn tích hợp luôn thì nó nhỏ gọn hơn Thế nhưng nhược điểm của nó thì nó sẽ dễ hỏng, dễ cháy hơn Bởi vì khi bóng led mà hoạt động ấy, nó sẽ rất nóng Mà nóng mà nguồn ấy, nằm trong cái cục nóng như thế này thì nó sẽ rất dễ là nhanh hỏng Đó, còn đối với cái nguồn rời như này thì nó sẽ cồng cành to hơn Nhưng được cái là nó bền hơn bởi vì cái bộ nguồn nó rời ra ngoài nó không bị ảnh hưởng cái sức nóng của cái bóng led như thế này và quan trọng nhất là cái bóng âm trần ấy, thì cái thiết kế bóng nó to hơn một chút thì cũng không sao bởi vì tất cả những này nó nằm ở trên phía trần thạch cao rồi đấy. còn với cái bóng mà bóng đuôi xoáy ấy, thì bắt buộc là nó phải nằm ở trong bóng rồi thì cái đấy chúng ta phải chịu rồi nên là khi mà các bạn mua thì theo mình nếu như các bạn mua bóng âm trần thì các bạn nên mua những cái thứ nhất đó là có cái đế tản nhiệt bằng kim loại thứ hai là nguồn rời thì sẽ tốt hơn bền hơn đây các bạn có thể thấy là nguồn đã được kết nối bằng rắc nhé Đấy, rất chi là tiện lợi và với cái đèn led dạng đông thì họ đều cho chúng ta những cái rắc kết nối nhanh này đó chúng ta không phải dùng keo để gắn vào cả chúng ta chỉ cần bóp cái này đút cái dây vào xong rất chi là tiện lợi luôn nhé đó thế là xong thôi đây cái bóng đổi màu thì các bạn có thể nhìn thấy này đó, thì nó cũng ghi là modem ở trên thân bóng AT10DM công suất này và được kính khuyết lỗ này và bóng led của nó cũng dùng của Hàn Quốc và chính xác là Samsung rồi bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem xem à, với cái bóng đổi màu nó như thế nào và có chúng ta có nên mua bóng đổi màu hay là chỉ cần mua bóng một màu thôi đây mình sẽ test trước cho các bạn cái bóng thường này nhá Đây là bóng thường và cái bóng này là cái bóng ánh sáng trung tính nó là 4.000k thì cái nhiệt độ 4000 000 k nó là ánh sáng trung tính nhá rồi cảm nguồn bật lên, đấy, các bạn thấy không? Đây là uh, bóng thường nhé, đây là nhiệt độ 4000 000 K này, ánh sáng trung tính này, rồi. Bây giờ mình sẽ test một cái bóng tiếp theo đó là cái bóng uh, dạng đông, nhưng mà bóng này là bóng không đổi màu, bóng này là ánh sáng trắng. Và với đèn dạng đông, họ cho cái kết nối nhanh, các bạn uh, sẽ kết nối rất nhanh này, chỉ cần bóp này, ấn nó vào, bóp, ấn vào, đây là xong khá chắc chắn luôn nhé Đấy. cắm điện đó đây là ánh sáng trắng này 9W các bạn nhé đó nếu như mà đổi màu chúng ta cứ bật tắt bằng công tắc thông thường ấy, thì nó sẽ phải đổi màu nhưng đây là bóng không đổi màu nên là khi mà các bạn bật tắt này, thì nó vẫn là ánh sáng trắng đó có nghĩa là đối với cái bóng mà không đổi màu thì chỉ được thì chúng ta chỉ có được một cái màu ánh sáng thôi, đó là màu uh, trắng, màu vàng hay là màu trung tính. Còn đây là cái bóng đổi màu, chúng ta sẽ xem nó như thế nào. Rồi, chúng ta cấp nguồn, bật lên. Đấy, khi mà bật lên thì ánh sáng của cái bóng này nó sẽ là màu trắng. Chúng ta tắt đi, bật lại. Đấy, bật lại lần nữa thì các bạn có thể thấy đây là ánh sáng màu vàng. Tắt đi bật lại lần nữa thì nó sẽ cho ra ánh sáng trung tính. Trung tính thì nhiệt độ màu của nó là 4000K và nó là sự kết hợp của ánh sáng trắng và ánh sáng vàng thì là ánh sáng trung tính. Ánh sáng trắng thì là nhiệt độ 6500K. Đây là ánh sáng trắng các bạn nhé. Đó. Ánh sáng vàng, đây, các bạn có thể nhìn thấy, đây là ánh sáng vàng thì nhiệt độ màu là 3000K. Và khi mà có cái sự kết hợp giữa ánh sáng trắng, ánh sáng vàng nó cho ra ánh sáng trung tính là nhiệt độ màu nó khoảng 4000K. Đó thì đây chính là bóng đổi màu nhá như vậy là khi mà chúng ta sử dụng cái bóng đổi màu này nó rất tiện dụng ở chỗ là chúng ta thích màu nào chúng ta bật cái màu đấy ví dụ bật này là ánh sáng trắng này tắt đi đấy, chúng ta muốn màu vàng căn phòng của chúng ta màu vàng đấy thì chúng ta sẽ tắt bật đi một lần nữa đó và nếu mà chúng ta lại muốn ánh sáng tự nhiên ánh sáng trung tính là ánh sáng gần như ánh sáng mặt trời đấy thì chúng ta lại tắt đi bật lần nữa thì nó sẽ ra ánh sáng trung tính như vậy là với cái bóng đèn mà ánh sáng đổi màu được thì chúng ta sẽ rất chi là tiện dụng rất chi là cơ động so với ánh đèn là nó chỉ có một màu sắc thôi và với cái bóng đổi màu như này nhé khi mà các bạn tắt đi trong khoảng tầm 5 giây thì lập tức là nó sẽ tự động nó reset về mặc định đó là ánh sáng trắng khi mà bật lên đó bây giờ như khi mình bật lên này thì thông thường khi bật lên mặc định của nó sẽ là ánh sáng trắng phát đầu tiên tắt đi bật lại sẽ là ánh sáng vàng tắt đi bật lại lần nữa là ánh sáng trung tính đó và nó cứ thế lần lượt nó xoay vòng như vậy và khi mà chúng ta để lâu hơn, ví dụ như hiện tại bây giờ đang là ánh sáng vàng, đúng không? Chúng ta tắt đi, tắt đi khoảng 5 giây trở lên thì lập tức nó sẽ reset lại. Nếu như mặc định mà chúng ta bật lên đúng không? Thì nó sẽ từ ánh sáng vàng nó chuyển sang ánh sáng trung tính. Nhưng mà chúng ta để hơn 5 giây, đó, thì lập tức nó sẽ tự động nó reset lại. Đó là ánh sáng trắng. Có nghĩa là khi chúng ta bật lên ấy, thì nó quay về ánh sáng trắng. Đấy các bạn thấy không? Hơn 5 giây thì lập tức nó sẽ quay về ánh sáng trắng này. Xong rồi ánh sáng vàng này là ánh sáng trung tính này. Đó. Đây, đây là ánh sáng vàng nhé Các bạn thấy không? Nếu như tắt đi bật lại lần nữa thì nó sẽ là ánh sáng trung tính. Nhưng mà mình tắt đi để hơn 5 giây nó sẽ quay về ánh sáng trắng. Và nhiều người thắc mắc hỏi rằng là nếu như mà chúng ta đấu song song nhiều bóng, bởi vì trong một căn phòng thì có rất nhiều cái bóng LED âm trần được lắp thì nếu như mà với nhiều bóng mà lắp song song như vậy thì có hiện tượng đó là bóng thì sáng trắng, bóng thì sáng vàng không? Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem xem nó có cái hiện tượng đấy hay không nhá mình sẽ đấu song song nhiều bóng lại với nhau đây, đây mình sẽ đấu song song hai bóng lại với nhau nhá, hai bóng này lại với nhau để cho các bạn xem xem nó có hiện tượng là hai uh, bóng mà khác màu hay là nhiều bóng khác màu với không, rồi bật lên này, đó thì mặc định lúc đầu là sẽ là ánh sáng trắng tất cả các bóng đổi màu của dạng đông thì mặc định lúc đầu anh sáng trắng này tắt đi bật lại ánh sáng vàng, tắt đi, bật lại ánh sáng trung tính. Rồi, tắt đi, bật lại ánh sáng trắng. Đấy, nó cứ thế nó quay vòng như vậy. Đấy, bây giờ là ánh sáng ánh sáng trắng này. Ánh sáng vàng này, đúng không? Tắt đi một lần nữa và bật lại thì nó sẽ sang ánh sáng trung tính. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ chờ khoảng 5 giây nhá, chờ khoảng 5 giây. À, sau đó chúng ta bật lại xem xem nó có cái hiện tượng đó là màu thì sẽ ánh sáng trung tính màu thì ánh sáng trắng hay không hay nó tự động reset hết về ánh sáng trắng rồi bây giờ mình sẽ bật lại này đó các bạn thấy không nó tự động nó reset hết về ánh sáng trắng và tất cả các bóng nó đều sáng cùng một màu nhá nên là các bạn không lo là uh, cái việc là bóng này thì sáng một màu bóng kia thì sáng một khác các bạn nhé đó như vậy các bạn có thể thấy rằng là khi mà các bạn mua một cái bóng đèn đổi màu như này thì nó sẽ tiện dụng hơn rất nhiều là so với uh, mua một cái bóng đèn một màu như này và đây mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn một chút về cái bóng led như này thì ở cái đuôi led này thì đây là tất cả cái bóng led này thì các bạn có thể thấy này à, với cái bóng đồi màu thì mỗi một cái cụm như này mỗi một cái cụm như này nó sẽ có hai bóng này một một bóng là ánh sáng trắng và một bóng là ánh sáng vàng đấy à, nên là nó sẽ có ba màu như vậy ánh sáng trắng thì tất cả các led màu trắng sáng này ánh sáng vàng thì tất cả các led màu vàng sáng này và ánh sáng trung tính thì à, tất cả led màu trắng và màu vàng tức là cả cụm này nó đều sáng hết tất cả là các cái led này nó đều sáng hết nhé như vậy là với cái đuôi này thì nó chỉ là cái đèn led thôi còn cái điều khiển cái đèn led này thì là do cái mạch điều khiển này các bạn nhé đấy cái mạch điều khiển này nó sẽ có 3 dây này còn cái ánh sáng mà nó chỉ có một màu như này thì đây đây các bạn có thể thấy đây ánh sáng một màu này thì nó chỉ có một là màu trắng thì nó chỉ có một hàng màu trắng này mỗi một cụm nó chỉ có một uh, led thôi đấy còn cái ánh sáng đổi màu thì mỗi một cụm nó có hai led đấy là cái sự khác biệt giữa hai cái bóng đèn led là như vậy nhé thì với cái video mà mình vừa mới chia sẻ cho như thế này thì các bạn cũng đã biết cách chọn cho gia đình mình một cái bóng phù hợp rồi đúng không ạ? Như gia đình mình đang chọn đó là ánh sáng đổi màu. À, mình thích cái sự tiện dụng đa dạng, thích màu nào mình bật màu đấy bằng chỉ có duy nhất một cái công tác thôi. Đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video hay hãy nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách là nhấn chuông, đăng ký, like, chia sẻ để nhận được nhiều các video mới hơn. Cảm ơn các bạn.